chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thủ tướng phê duyệt dự án khu đô thị Đại An Hưng Yên trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Nhân rộng nét đẹp văn hóa xếp hàng đón con trước cổng trường tại thành phố Hưng Yên. Định danh điện tử của ngân hàng số. Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định số 515 ngày 31 tháng 3 năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Đại An Hưng Yên với tổng số vốn gần 33.000 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ đô la Mỹ. Dự án được phát triển với quỹ đất trên 290 ha nằm ở xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Vốn đầu tư trực tiếp dự án khoảng trên 32.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong 6 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư. Mục tiêu xây dựng khu đô thị Đại An Hưng Yên trở thành khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đa dạng về sản phẩm nhà ở, làm việc, lý tưởng cho người dân, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội và là động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm. Đồng thời, dự án là khớp nối đồng bộ, bền vững hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với đồ án, quy hoạch và các dự án khác đang có trong khu vực, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa cho khu vực. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, hãng bay này sẽ sử dụng siêu máy bay thân rộng thế hệ mới Airbus A350 Boeing 787 cho đường bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ máy bay thân rộng sử dụng trên đường bay này là 100%. Theo tính toán, mỗi ngày sẽ có từ 30 đến 34 chuyến bay bằng tàu thân rộng được sử dụng để kết nối hai thành phố lớn nhất nước. Bên cạnh đó, tàu bay một lối đi Airbus A321 vẫn được hãng duy trì khai thác trên đường bay nhưng chỉ vào các khung giờ trước 6 giờ và sau 20 giờ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có văn bản gửi Bộ Công Thương về phát triển điện gió ở Việt Nam năm 2021. Theo đó, dự kiến nguồn điện gió đưa vào vận hành thời gian tới sẽ đối mặt với tình trạng sản xuất không bán ra được hết và EVN có thể cắt giảm công suất điện gió ở mức cao do thừa điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến nguồn điện gió đưa vào vận hành thời gian tới sẽ đối mặt với tình trạng sản xuất ra không bán được hết, có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao. Mức cắt giảm năng lượng tái tạo có thể lên tới 3.000 trên 6.500 MW vào thời điểm thấp điểm trưa của ngày thường hoặc cuối tuần. Sản lượng năng lượng tái tạo cắt dự kiến trong khoảng mỗi tháng là hơn 180 triệu kWh. Giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 tới, sản lượng năng lượng tái tạo cắt dự kiến trong mỗi tháng là 350 đến 400 triệu kWh. Cục xuất nhập khẩu vừa công bố danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2021. Dựa trên danh sách này, cả nước có 207 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong danh sách, Cần Thơ có số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước với 44 doanh nghiệp. Tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh có 38 doanh nghiệp, Long An 25 doanh nghiệp, An Giang 21 doanh nghiệp, Đồng Tháp 19 doanh nghiệp, Hà Nội và Tiền Giang 8 doanh nghiệp, Kiên Giang, Nghệ An có 7 doanh nghiệp, Vĩnh Long 6 doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2021 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cán cân thương mại hàng hóa quý 1 ước tính xuất siêu 2,03 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 1 ước tính đạt 77,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9%, chiếm 23,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 59,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,5%, chiếm 76,3%. Trong quý 1, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 76,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, và 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 54,7%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý 1 ước tính đạt 75,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nuôi khát vọng trở về quê hương khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa cũng như giúp bà con nông dân thoát khỏi tình trạng được mùa mất giá. Chị Nguyễn Thị Thu, một người trẻ đã có thành công trong mô hình xây dựng hợp tác xã trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.
Chị Thu cũng là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu vừa được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương trong tháng thanh niên năm nay. Nuôi khát vọng quay trở lại quê hương để thay đổi thực tế bà con nông dân bỏ hoang đồng ruộng chiêm trũng. Chị Nguyễn Thị Thu đã trăn trở xây dựng lên một hợp tác xã tạo vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại trà và mỹ phẩm từ thảo dược. Quay lại về quê hương của mình, chính cái nơi mà mình sinh ra và hình thành nên hợp tác xã Tâm An. Có thể nói hợp tác xã Tâm An hình thành và ra đời với một cái mong muốn, đó là làm thế nào để giúp cho bà con nông dân có một cái mức thu nhập ổn định và làm thế nào để giữ được người nông dân ở lại trên chính mảnh đất của họ. Thành lập từ năm 2016, sau một thời gian lấy ngắn nuôi dài, chị Thu cùng các thành viên hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư máy móc để tạo nên các sản phẩm bột rau củ sấy lạnh và các chế phẩm từ nông sản để có thể bảo quản nông sản trái mùa trong một thời gian dài và giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng vốn có. Nhờ những hiệu quả từ mô hình hợp tác xã này, bà con tại các vùng trồng nguyên liệu đã có những thu nhập ổn định và làm nghề nông theo một hướng mới, đó là nông sản sạch. Khi mà được cô Thu cô hướng dẫn làm cây thuốc này thì gia đình nhà chúng tôi, cái thứ nhất là có cái sức khỏe tốt hơn, thế rồi thu hoạch nó bội, nó tăng nhiều hơn lên. Bây giờ tôi tìm đến chị Thu thì trước mắt là hai chị em cùng có một cái ý tưởng, đó là về nông nghiệp. Đó thì cùng đi theo một cái nền là nông nghiệp không hóa chất. Đó thì đi sâu vào thì hai chị em gặp nhau, đó thì sau đó là liên kết cùng với nhau để làm. Những sản phẩm được công nhận là ô cốp 4 sao, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng chị Thu cùng hợp tác xã Tâm An vẫn không dừng lại ở đó, mà tiếp tục mở rộng mô hình mẫu từ đây để tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho bà con ở các vùng nguyên liệu lớn ở nhiều tỉnh thành. Với chị Thu, lan tỏa giá trị tốt đẹp mình đã gây dựng là trách nhiệm của một người trẻ. Truyền lửa cho chính những cái người mà đang làm trong hợp tác xã của mình, rồi nhân rộng ra, đó là truyền lửa cho những cái bạn thanh niên ở những cái vùng khác quay trở lại quê hương và phát triển những cái sản phẩm của quê hương mình. Lựa chọn hướng đi đúng đắn là phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao theo một mô hình cũ là mô hình hợp tác xã giúp nhau cùng phát triển. Chị Nguyễn Thị Thu đã truyền cảm hứng cho nhiều bà con nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Năm nay, chị vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu vì những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và những đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Trước đây, để mở tài khoản ngân hàng, khách hàng buộc phải đến tận quầy giao dịch, xếp hàng chờ đợi để đăng ký. Với sự phát triển của công nghệ, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, hiện nay khách hàng có thể tự mở tài khoản ngân hàng ở bất kỳ nơi đâu, xác thực bằng nhận diện khuôn mặt. Ứng dụng này có tên gọi là eKYC, định danh điện tử. Các ngân hàng đang chạy đua để áp dụng eKYC, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Đây cũng được coi là tấm vé thông hành để các ngân hàng thực hiện ngân hàng số. Tải ứng dụng trên điện thoại, xác thực khuôn mặt cũng bằng chính điện thoại, chụp ảnh căn cước công dân và thêm một số thao tác đơn giản để định danh khách hàng. Chỉ với bấy nhiêu thao tác, khách hàng đã mở xong tài khoản ngân hàng mà không cần phải đến tận quầy giao dịch. Mình cảm thấy rất là tiện bởi vì mình không cần phải biết xem là hôm nay là ngày nghỉ hay là đang giờ làm việc. Mình có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian đi lại với cả chi phí. Thì trước đây khi mà mở tài khoản thì mình sẽ phải ra ngân hàng này, xếp hàng rồi xuất trình chứng minh thư để cho giao dịch viên kiểm tra chứng minh thư và phải điền rất nhiều giấy tờ. Nhưng mà thay vì thế thì bây giờ mình có thể ngồi ở nhà dùng điện thoại để nhận diện khuôn mặt và scan chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Công nghệ định danh điện tử thay thế cho việc nhân viên ngân hàng kiểm tra giấy tờ tùy thân và nhận dạng khách hàng. Thậm chí, mỗi giao dịch đều có sự nhận diện này để đảm bảo an toàn. Chúng tôi đảm bảo những nguyên tắc là nếu mà chứng minh nhân dân vẫn còn những trong cái hiện trạng có thể dễ dàng đọc được thông tin và có thể kiểm tra khuôn mặt thì chúng tôi mới cho phép mở tài khoản. Và ngoài ra, chúng tôi cũng tuân theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước để đảm bảo rằng cái khuôn mặt mà người dân dùng để mở giao dịch, mở tài khoản trực tuyến thì cũng chính là cái khuôn mặt để thực hiện giao dịch. Thì bây giờ với dịch vụ eKYC thì người dân hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng đầy đủ. Tất nhiên có một mức hạn mức nhất định khoảng 100 triệu giao dịch một tháng, nhưng với các người dân ở vùng xa thì hạn mức này cũng khá phù hợp. eKYC mang lại sự tiện lợi thấy rõ. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ phát triển, người dân cũng cần lưu ý để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi định danh điện tử. Vì là người dân cũng tránh là đưa các hình ảnh cá nhân của mình lên mạng quá nhiều, dễ bị lạm dụng trong một số trường hợp mà như vậy. Cái thứ hai đặc biệt là các hình chụp về các giấy tờ tùy thân cá nhân.
là tuyệt đối là đưa lên mạng xã hội hoặc đưa lên các cái trang bên ngoài mà không tin tưởng thì cái việc rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện nay chưa có hệ thống dữ liệu quốc gia nào có thể chia sẻ cho các bên. Vì vậy, các ngân hàng phải tự xây dựng hệ thống nhận dạng thông qua sinh trắc học riêng từ giao dịch khách hàng sẵn có. Chính vì vậy, để có được sự tiện ích cho khách hàng, có được tấm vé thông hành cho ngân hàng số, chi phí các ngân hàng phải bỏ ra cũng không nhỏ. Trong thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm hàng trăm ngàn hecta rừng ở Lâm Đồng luôn trong tình trạng ở mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, đòi hỏi ngành lâm nghiệp, đơn vị chủ rừng và chính quyền cơ sở luôn chủ động các phương án trong tuần tra kiểm soát chặt chẽ, kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, hơn 3 tháng qua, thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài nên mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đều ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Khu vực được xem là trọng điểm cháy rừng tập trung ở địa bàn thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định về kỹ thuật làm giảm vật liệu cháy trong phòng chống cháy rừng. Thông qua đó, tuyệt đối không được đốt thực bì khi dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên để phòng tránh tình trạng lửa cháy lan mất kiểm soát. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tuyệt đối không được đốt thực bì dưới bất cứ hình thức nào đối với diện tích rừng sau các tuyến đèo, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông huyết mạch vào các khu du lịch Lang Biang, Hồ Tuyền Lâm, Đan Kia, Suối Vàng và một số diện tích rừng khác để đảm bảo mỹ quan, không làm ảnh hưởng đến cây thông tái sinh. Trước mỗi buổi tan học, tại hầu hết các cổng trường trên địa bàn thành phố Hưng Yên thường xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, từ khi áp dụng mô hình xếp hàng đón con đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nên hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông trước cổng trường. Có mặt tại cổng trường tiểu học Phú Cường, xã Phú Cường vào 10 giờ 20 phút sáng, thời điểm mà các bậc phụ huynh bắt đầu đến đón con, trái ngược với hình ảnh lộn xộn chen chúc mà chúng tôi đã từng chứng kiến tại hầu hết các trường học, thì hình ảnh từng chiếc xe máy, xe đạp đi đến vị trí các thôn đã được sơn kẻ vạch để xếp gọn xe về phía lề đường. Chỉ vài phút sau, cả dãy xe được xếp thành từng hàng ngay ngắn hai bên cổng trường. Làm như này thì nhà trường với phụ huynh học sinh là phấn khởi. Từ ngày làm đến bây giờ thì chỗ an toàn giao thông với trật tự thì đi lại thì là lề lết. Hồi xưa thì con được bố mẹ đón và mỗi khi con ra ngoài đấy con phải đợi rất là lâu, con rất là khó tìm ạ. Bây giờ thì con đi ra đúng thôn của con và con tìm thấy ngay bố mẹ. Hình thành thói quen và đi vào ổn định từ năm học 2019-2020, mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học Phú Cường không chỉ giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông cho các cháu học sinh mà còn tạo nên hình ảnh và nét đẹp văn hóa được các bậc phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng. Chúng tôi tạo thành cái nền nếp do tổng phụ trách đội tuyên truyền đến các cháu là trước khi tan trường thì bao giờ cũng ưu tiên cho các em học sinh khối 1 đi ra trước và đón bố mẹ của các em. Thế sau đó là đến các em học sinh lớp lớn thì các em học sinh đi xe đạp thì sẽ tiếp tục đi ra, và từ khi mà chúng tôi thực hiện cái chương trình phụ huynh học sinh và nhà trường phối hợp để có một cái cổng trường an toàn giao thông như hiện nay thì chúng tôi đã cảm thấy rằng rất yên tâm về cái vấn đề an toàn học đường cho các em học sinh. Với số lượng lên tới gần 1.000 học sinh nên trước đây mỗi lần tan học tại cổng trường tiểu học Quảng Châu, xã Quảng Châu thường xảy ra tình trạng ách tắc giao thông và phải mất hàng tiếng đồng hồ mới giải tỏa được khu vực cổng trường. Nhận thấy tình hình bất cập trên, đoàn thanh niên đã phối hợp với lực lượng công an và nhà trường triển khai thực hiện mô hình an toàn giao thông trước cổng trường. Những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn bởi một số phụ huynh vẫn không tự giác xếp hàng vào đúng vị trí mà vẫn tranh thủ đứng ngang đứng dọc để đón con. Lực lượng công an, đoàn thanh niên của xã phải tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở. Đến nay, sau 2 tuần triển khai, mô hình đã dần hình thành và đi vào nền nếp. Trong thời gian tới thì đoàn thanh niên, công an xã, rồi các nhà trường cùng các bậc phụ huynh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động làm sao để nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh và làm sao tạo được cái nét đẹp văn hóa giao thông cho các cháu. Không chỉ ở hai trường học kể trên, văn hóa xếp hàng đón con trước cổng trường đang lan tỏa rộng rãi tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hưng Yên như trường tiểu học An Tảo, trường tiểu học Phương Triệu, trường tiểu học Hồng Nam. Thưa quý vị và các bạn, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định đã đưa ra văn bản thông báo về việc không tổ chức khai mạc lễ hội Phủ Dày năm 2021, không tổ chức lễ rước đuốc, thỉnh kinh
và các trò chơi tập trung đông người tại đây để phòng dịch. Tuy nhiên, do các đền phủ vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu về tâm linh của nhân dân trong dịp chính lễ đầu tháng 3 âm lịch, UBND huyện Vụ Bản đã xây dựng phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Hàng năm vào mùa lễ hội khai mạc ngày 3 tháng 3 âm lịch, Phủ Dây đón hàng vạn du khách thập phương. Hàng năm vào mùa lễ hội khai mạc ngày 3 tháng 3 âm lịch, Phủ Tây đón hàng vạn du khách thập phương tụ hội để thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ mẫu. Vài năm gần đây, phong trào chạy marathon đã phát triển rất mạnh trong đời sống của người dân. Có thể nói là người người chạy marathon, khắp nơi nơi tổ chức các giải marathon. Nhiều cộng đồng, nhóm chạy cũng xuất hiện để cùng chia sẻ cách tập luyện, kinh nghiệm và thậm chí là tổ chức các hoạt động chạy thiện nguyện. Gần 3 năm nay, buổi sáng cuối tuần nào anh Vũ Trọng Nghĩa cũng dành khoảng 2 tiếng để chạy bộ. Với anh Nghĩa, chạy bộ ban đầu chỉ là vận động cho vui, nhưng giờ thì thành một thứ gây nghiện. Sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe là điều khiến anh gắn bó với môn thể thao này cho đến bây giờ, dù công việc hàng ngày bận rộn thế nào đi nữa. Anh vẫn đi làm hàng ngày, thì về thì cũng vướng một số việc gia đình và con cái nữa, cho nên là anh thường chạy vào buổi tối. Cuối tuần thì sẽ chạy vào buổi sáng. Anh nghĩ là sức khỏe là khá là tốt, tốt lên rất nhiều. Ví dụ như là cái việc trước đây thì thoảng anh rất hay bị ốm vặt. Thì khoảng 3 năm trở lại đây anh rất không mấy khi ốm vặt. Không chỉ với những bạn trẻ là học sinh, sinh viên, người làm văn phòng tham gia chạy bộ, marathon còn thu hút những người lớn tuổi đã về hưu cũng tham gia. Và nói đến người lớn tuổi chạy marathon, cộng đồng chạy bộ ở công viên Thống Nhất Hà Nội không ai là không biết đến chú Nguyễn Hùng, 68 tuổi, với thành tích chạy bộ 42 km trong 3 tiếng rưỡi, đủ tiêu chuẩn tham dự giải marathon Boston của Mỹ. 2007, đầu năm 2008 thì lúc ấy là lượng đường trong máu của mình cao, lên khoảng hơn 15 phẩy. Thế mình về thì vợ có tìm được tài liệu tham khảo là với cái những người mà người già thì lên đi bộ và chạy bộ nhẹ nhàng thì sẽ có những cải thiện về sức khỏe. Thì hiện bây giờ là lượng đường của chú là 6,30. Hiện bây giờ lúc nào Hùng cũng tự hào là Hùng 18 tuổi. Marathon từ lâu đã trở thành môn thể thao được khuyến khích tập luyện bởi dễ tập, không tốn kém, phù hợp với nhiều lứa tuổi và quan trọng là cải thiện sức khỏe rõ rệt cho người tập. Vài năm gần đây, người tập marathon ở nước ta phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Các giải marathon được tổ chức liên tục trên khắp cả nước ở nhiều cấp độ quy mô. Ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt đối với đối tượng Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, trú tại thành phố Bảo Lộc, 10 năm tù giam vì tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018, Vũ Tiến Chi tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài được đăng tải trên mạng Internet có nội dung đả kích chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Chi thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với những nội dung tình. Chi thường xuyên viết đơn khiếu nại tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với những nội dung hình ảnh không đúng sự thật. Đồng thời, thông qua hai tài khoản Facebook cá nhân, Chi đã đăng tải chia sẻ 338 bài viết và 181 video do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy trú tại tỉnh Khánh Hòa phát trực tiếp trên không gian mạng. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chi bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại điểm A khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự. Tại tòa, Vũ Tiến Chi không trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, không thành khẩn khai báo. Hội đồng xét xử đã xem xét và tuyên phạt Vũ Tiến Chi 10 năm tù giam về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phạt quản chế 3 năm sau khi mãn hạn tù. Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.